Xin chào anh em, mình là Kém Ăn. Ở bên cạnh mình đang có một cái hộp rất là hay ở đây. Đối với là cái gì? Thôi chắc là đọc tít cũng biết rồi. Đây là cái hộp núc với cục máy tính mini rất là hay. Và như anh em có thể thấy thì cái logo hình đầu lâu xương sọ này nó không phải là dán vào, không phải là vẽ vào, mà nó là cái cụm đèn LED sáng lên rất là đẹp. Vậy thì cái cục này có gì hay? Thì lại phải đợi intro thôi, easy. Như mình đã nói thì cái cục này có tên là núc. Còn cái đoạn mã đằng sau thì nói thật là mình không thể nào mà nhớ được, cho nên là mình sẽ cho nó bay bay ở trên màn hình để cho anh em có thể tiện tra cứu. Và cái cục này thì lúc đầu mình cũng hơi nghi ngại, bởi từ xưa đến nay các thiết bị nhỏ mini của Intel luôn luôn có cái cấu hình nó chỉ vừa đủ dùng để anh em có thể chơi multimedia này, chơi sử dụng những tác vụ văn phòng. Thế nhưng mà khi mà mình được cầm được cục này thì anh Tiến An Phát anh có bảo mình một câu là cái cục này có thể chơi được cả PUBG luôn, thậm chí là PUBG luôn, Ultra Setting luôn. Và đầu điều đó khiến mình vô cùng hào hứng để test. Trước khi đi vào bài test game thì mình xin chia sẻ một chút về thiết kế của sản phẩm này. Xung quanh của nó đều có những cái lỗ tản nhiệt rất là hay. Khi đã là một thiết bị gaming thì các bạn cần phải rất nhiều, càng nhiều khe tản nhiệt càng tốt. Đặc biệt là khi mà sản phẩm nó chỉ bé như thế này thì đây lại càng là một điều chúng ta cần phải lưu tâm hơn. Vì như các bạn đã biết, nếu mà các thiết bị laptop khi chơi game, nhiệt độ thông thường của CPU sẽ lên đến 70, 60 hoặc thậm chí 80 độ, rất là nóng. Nên là mình cũng khá là nghi ngại khi mà một cái sản phẩm gaming mà lại bé như thế này thì liệu nó có tản nhiệt tốt hay không. Nhưng mà cái đấy để tí nữa cũng biết. Tuy có thân hình chỉ nhỏ nhắn như thế này thôi, nhưng mà chiếc máy của chúng ta sở hữu con chip i7-8809G với 8 nhân và xung nhiều là 3.1GHz. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ được trang bị là 16GB RAM. Nhưng điểm nhấn lớn nhất của chiếc máy này đó chính là nhân đồ họa Radeon RX Vega M. Và đây là một nhân đồ họa rất rất là mạnh, và mình đánh giá là nó xem xem so với GTX 1060 6GB. Đã bao giờ trong tiềm thức của những anh em nào mà quan tâm đến các thiết bị gaming rằng là anh em có một sản phẩm giao thông giữa Intel và AMD chưa? Nếu mà anh em đã từng có một suy nghĩ như vậy thì đây chính là câu trả lời của anh em, đứa con quẻ ra, đẻ ra của AMD và Intel. Cái điều thứ hai mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đó là cái số lượng cổng cắm nhiều chi chít như mắt na đấy. Anh em có thể nhìn thấy đằng sau này, USB Type-C, DisplayPort, Mini, rồi HDMI, rồi thì cổng WAN này, cổng USB này, đếm trong khoảng độ hơn chục cái. Mặt trước là cũng bonus thêm khoảng độ tầm 5-6 cái nữa, nói chung là quá nhiều. Anh em sẽ không bao giờ cần phải lo lắng về cái việc là thiếu cổng kết nối. Và đặc biệt là khi mà nhiều cổng kết nối như thế này lại có cái khóa lỗ khóa Kensington để chống trộm đây nữa. Mình nghĩ đây là một sản phẩm rất phù hợp cho những anh em nào mà có cái nhu cầu là cầm đi để trình chiếu, để làm việc những cái các vụ văn phòng mà nó rất nặng. Anh em biết rằng những cái mẫu máy mini để cầm văn phòng đi đây đi đó thì nó vẫn ok đúng không? Nhưng mà nó sẽ hơi lag một chút. Vậy thì với những cái mẫu máy như thế này thì những cái công việc của anh em cầm đi thay vì phải cầm một cái laptop nó sẽ mượt rất là nhiều. Một cái màn hình ở văn phòng, một cái màn hình ở nhà. Đến văn phòng có màn hình, về nhà có màn hình, vậy thôi, đỡ phải mang laptop mà lại rất ngon lành luôn, cầm được cả cái máy case stealth, khá là hay. Một điều nhỏ nhỏ nữa mà mình sẽ xin chia sẻ đó chính là về phần cái trọng lượng của cái cục này và cũng như là trọng lượng của cục nguồn. Cái cục này thì có trọng lượng cũng tương đối nhẹ thôi, không có gì cần phải lo cả. Tuy nhiên cái cục nguồn thì hơi nặng một chút. Anh em có thể thấy rằng là kích thước của cục nguồn to gần bằng cái cục núc này rồi. Cho nên là nếu mà cho cả hai cục này vào cặp thì cũng là một điều gì đó tương đối cần phải cân nhắc, vì nó cũng không nhẹ một chút nào đâu. Ok, vậy đủ rồi, đó là những cái gì mà mình muốn nói qua về thiết kế của chiếc núc. Quên tên đằng sau rồi. Và bây giờ thì đến với phần test game thôi. Tựa game đầu tiên là mình test là tựa game Dota 2. Và hiện tại là mình đang bật một cái replay của Virtus Pro đấu với Liquid. Đây là mình đang chỉnh các cấu hình ở độ phân giải Ultra, mọi thứ Full HD rồi, ok. Thì như các bạn có thể thấy ở trên góc trên là FPS rơi vào khoảng độ tầm 95, 96 đến 100. Và những đoạn combat như này thì tụt xuống khoảng 85. Đây là một mức FPS rất là ok, bởi vì thực tế hầu như mà màn hình của chúng ta chỉ có tần số quét là khoảng 60Hz mà thôi. Cho nên là khoảng độ hơn 100Hz như này là quá ok rồi, đặc biệt là với những cái tựa game MOBA. 80 độ, tuy nhiên là khi các bạn sờ tay vào những khe tản nhiệt thì các bạn cảm thấy rất mát. Và không hiểu là máy tản nhiệt thế nào mà khe tản nhiệt mát đến như vậy, mình cũng cảm thấy hơi là bị khó hiểu. Mình nghĩ rằng là nếu mà nó tản nhiệt tốt hơn thì cái khe tản nhiệt nó sẽ phải nóng hơn một chút. Nó thôi ok, để chuyển qua tựa game khác. Đối với tựa game CSGO thì tất nhiên là mình để cấu hình tối đa rồi, vì đây là một tựa game cũng tương đối nhẹ. Và như các bạn có thể thấy thì FPS nó dao động từ khoảng độ tầm 220 cho đến khoảng độ 260 tùy vào tình huống. Ui dồi. GPU thì hoạt động khoảng 100%, nhiệt độ rơi khoảng độ 60. Và CPU thì có vẻ mát hơn một chút, nó sẽ rơi khoảng độ tầm... Ok, mình cứ mãi nhìn GPU với CPU, chả bắn gì cả. CPU thì nó khoảng độ ăn độ 77, 78 và có lẽ là chơi một lúc nữa thì nó sẽ lên đến khoảng 80, hoạt động khoảng 36%.
Nói chung là GPU thì mình cảm thấy rằng là tản nó chưa thực sự là tản được nhiều lắm. Thân máy thì khá mát, trong khi là CPU thì vẫn lên khoảng độ 75, 78, 80 độ. Mình có lưu ý với anh em tất cả những cái thông số này nó chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi. Bởi vì thực ra là con chip này rất là mới và chúng ta chưa có một cái driver ổn định được hỗ trợ support đến từ chính website của Intel. Mà cái driver này mình buộc phải để cho bên hãng Advanced gửi cho mình thì mình mới có driver để cài được, chứ không lúc đầu không có driver để cài cho con chip này cơ. Nên nó rất là mới, đây cũng chỉ là những cái bản mà prototype ban đầu thôi. Cho nên là những cái thông số của chúng ta chỉ mang tính chất tham khảo. Cái tựa game mà mình nghĩ rằng là các bạn cũng sẽ rất chờ mong đó chính là tựa game PUBG. Trước đây thì chúng ta gần như không thể nào chơi được những cái tựa game như thế này ở trên các mẫu máy tính nhỏ và rẻ tiền. Cái việc mà có thể chạy được game đã là một điều thần kỳ rồi, chứ đừng nói là có thể chơi mượt. Thế nhưng mà các bạn có thể thấy rằng là cái tựa game mình đang chơi PUBG nó rất là mượt luôn. Tất nhiên đây không hẳn là cả onboard theo đúng nghĩa. Cái nhân đồ họa Vega này nó được đặt ở trên main chứ không được tích hợp ở ngay trong chip giống như những cái nhân đồ họa Intel HD Graphics. Tuy nhiên rằng là nó cũng không hẳn là cạc rời. Nó là một cái điều gì đó nó lai tạp ở giữa Intel và cũng như là AMD khá là hay. Và mình sẽ cho các bạn xem setting. Các bạn có tin được không? Full Ultra. Tất cả các setting của mình đều đặt ở Full Ultra. Có mỗi cái screen scale thì mình sẽ không kéo lên 120. Mình sẽ chỉ để là 100% bình thường thôi. Đây người ta gọi là chất lên từng đồng luôn. 25 triệu các bạn bỏ ra cho một chiếc card on, một mẫu máy mini và các bạn nhận được FPS quá bất ngờ đối với những gì mà nó mang lại. Các bạn đừng so sánh nó với những cái cây thông thường để làm gì cả, bởi vì đây là chỉ là một thiết bị mini chạy vào con chip mobile mà thôi. Như thế này là quá sức ấn tượng. FPS rất là ổn định, lanh quanh khoảng độ tầm 40 cho đến 50. Đây, tất nhiên đây là chỉ là mình test, mình muốn cho các bạn xem là nó có chạy được ở mức thiết lập Ultra hay không mà thôi. Chứ còn nếu mà anh em hạ mức thiết lập xuống thì mình nghĩ rằng nó sẽ còn mượt nữa. Trải qua cái bài test game thì chắc anh em cũng phần nào hình dung được cái sức mạnh thực sự của sản phẩm này nó là ra sao, đúng nào? Và có thể nói mình cảm thấy vô cùng ấn tượng khi mà một sản phẩm mobile, đúng nghĩa là mobile đúng không? Anh em có thể cầm đi cầm lại rất là nhẹ nhàng và đơn giản. Nó lại mạnh đến như vậy. Trước đây chúng ta chỉ biết đến các cái dòng chip U, chip Y rất là yếu đuối và kể cả nhiều khi gõ Word chạy Excel nặng cũng cảm thấy có vẻ khó khăn. Thế nhưng mà đây không phải chỉ đơn giản là văn phòng nữa, mà đây là cả một cỗ máy giải trí đi theo bạn. Bên bạn ở buôn nơi, cái đấy của Fudential ấy là nhỉ? Mình xin lỗi. Với một cái thiết bị như này mình nghĩ là nó sẽ mở ra một cái kỷ nguyên mới cho những cái cách mà anh em có thể giải trí cũng như là đi làm. Thay vì phải ở nhà mà máy case đi làm một cái laptop thì mỗi nơi chúng ta chỉ cần một cái màn hình thôi, ở giữa chúng ta sẽ có một cái thiết bị như thế này. Và đặc biệt là mức giá của nó cũng tương đối tốt, cấu hình của nó xem xem với GTX 1060 6GB rồi thì i7 4790 khá là ngon luôn. Khoảng 25 triệu thì mình nghĩ rằng là đấy là một cấu hình mình nghĩ là không hề đắt một tẹo nào cho một cái thiết bị nhỏ nhẹ như vậy. Anh em nghĩ sao? Anh em thấy hay thì có thể tham khảo tại website của Alphard PC. Mình rất là cảm ơn Alphard đã cho bọn mình có cơ hội được mượn và trên tay cũng như là trải nghiệm test game của sản phẩm này. Anh em hãy comment ở bên dưới nhá. Và nếu anh em thấy video hữu ích, hãy like cũng như là bấm chuông để chờ đợi những video mới nhất đến từ review dạo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các số video lần sau. Tất cả những cái mặt xung quanh của nó đều có những cái lực